Khi ban giám khảo cuộc thi dịch vụ Stico được đề nghị trình diễn một tiết mục văn nghệ. Và yêu ngày nắng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thôi, giấc ngủ không mộng mì, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Trời, ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Xin tặng các bạn một bài thơ theo trường phái thơ bút tre. Khó nhất chấm giải sti, cô khối dịch vụ dự thi nhà mình. Toàn bài hay bất thình lình, rap sầm nhạc nhẹ, trữ tình thật phê. Nhưng mong bạn đừng đổi nghề, ép theo vẫn tuyệt, đam mê trọn đời. Dịch vụ khách hàng doanh thu tăng trưởng như anh thắng mong chờ. Doanh thu tăng trưởng phóng bến
biết đi qua là ta phải chiến, nhiệm vụ hoàn thành